Các bạn sẵn sàng chưa? Dạ. Bếp chiến bắt đầu. Dạ. Từ lúc Khánh Hòa đi xuất hiện tới giờ áp lực tinh thần quá. Xin lỗi kêu, dạ xin lỗi anh với chị. Bắt đầu đi, bắt đầu. Bắt đầu. Trong quá trình mà anh Alan nghĩ đứng nói chuyện đó, thì em đã suy nghĩ ra được món ăn của mình rồi. Thì cái này Bữa Nhi đang nói chuyện với ai? Cái này là tại vì Nhi cũng hay quay chương trình khéo tay hay làm món ăn nấu ăn hàng ngày, cho nên là cũng quen với việc mà nói chuyện với lại camera rồi. Okay. Đúng rồi mình phải bật lửa chứ hả? Bật lửa điêu luyện quá. Ồ, như là món gì mà có cà rốt vậy? Có gì trên bàn sắc ra hết thôi, để lúc nào cần người xài mà. Đó là những người nấu ăn không chuyên nghiệp. Những người mà nấu ăn chuyên nghiệp là người ta mặc định được là trong đầu món ăn đó phải cần những nguyên liệu như thế nào. Sao? Coi đã lên đèn, chúng ta sắp lên chảo. Chào anh. Chào anh. Vâng, em chào anh. Các em sẽ là những cái bản sao của anh. Dạ. Rồi nè. Em không nhìn nhưng mà em vẫn làm theo được. Tại sao em không chịu làm gì? Sai tay rồi, mình ngồi thấp xuống về rồi nhiều khi cái lát mình coi con nó có chín chưa, cái mình kéo xuống nữa, cái mình lại đứng lên chút xíu nữa, mình lại ngồi xuống nữa. Anh ơi, con chuột này. Mình lại đi ra bên phải nữa. Mình ngồi xuống cái. Lửa cháy lớn quá. Thôi lửa cháy lớn dễ sợ luôn em. Sao mình ngồi? Sao kỳ vậy? Dạ. Sao người ta lên tới đây rồi mình không có giấu gì vậy? Rồi thôi vậy đủ khét rồi. Dạ. Thôi anh chào tạm biệt hai em nha. Dạ. Sao lứng xưng vậy? Sao? Kiểu luộc mì phải bỏ dầu ăn á, thì khi mà mì ra thì nó sẽ không bị dính lại. Ghiêu không hề biết công thức nấu ăn là mình luộc mì mình phải bỏ dầu ăn hả? Ghiêu biết chứ, không sao. Vậy yên tâm rồi. Sợ Ghiêu không biết. Lạp xưởng như người ta đã, khi mà người ta làm lạp xưởng người ta đã nêm nếm hết rồi đúng không? Đúng. Nếu mà mình làm thêm cái này cái kia vô. Ghiêu mới là trong lạp xưởng thực cực kỳ thiếu tiêu luôn. Nó lạc nữa. Ghiêu kỳ luôn rồi. Nó lạc mình là phải cho tiêu nhiễu là nhiều vào. Hư hết. Lạp xưởng mà, có tiêu vô. Rồi, các bạn lùi sau 3 bước, rồi 4 bước, 5 bước, bỏ đồ luôn đó. Rồi, xong rồi tập thể dục đi các bạn. 1, 2, 3 Tôi đang mở bếp. Bên trái, bên phải, bên trái, bên phải. Xỉu bé, ai da nhức đầu á. Rồi, trái phải nó đi ra. Bên ngửa sao tiến lên vậy? Bên ngửa mới đường xuống. Bên ngửa kỳ vậy? Rồi, cô giáo hồi đó dạy bên ngửa lộn. Lên đảo giùm nè, lên đảo giùm nè. Không, lên rồi tao phải lấy cái muối tao dục vô với ai làm vậy? Tiêu. Rồi, anh nghĩ vậy là đủ rồi ha. Thôi chào tạm biệt hai em. Dạ, tạm biệt anh. Anh vô như một cơn bão ập đến ập đi. Nữa rồi. Thực sự là em làm ngon lắm luôn á. Vậy hả? 30 giây bắt đầu. 10. Cái cầm bự bự như vậy. Sao em đau to bú bự quá vậy? 30 rồi đó, hết giờ. Nó đếm kỳ vậy? Đếm vậy đó, đếm mà ta đếm sĩ chứ phải ai đếm lẻ 1 đâu. Xong, em xong. Rồi xong.